Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Vĩ Dạ. Hiện tại mình đang sinh sống ở một vùng đất được xem là thủ phủ của loài cây công nghiệp nổi tiếng. Quả đỏ, hoa trắng, lá xanh, hạt nâu răng rã, ép thành cà phê. Vâng, đây chính là mảnh đất Đắk Lắk hiền hòa xinh đẹp. Nơi đây điều kiện sống còn rất khó khăn nên việc đọc sách có vẻ như không được mọi người chú ý cho lắm. Tuy nhiên, về phần mình thì lại rất thích đọc sách. Mình có thể ngồi cả ngày để ngấu nghiến một cuốn truyện. Mình nhận thấy sách thật tuyệt vời, như một người thầy dạy bảo những điều mới lạ, một người bạn thân thiết cùng chia sẻ buồn vui. Trong số những cuốn sách mà mình đã được đọc thì có một cuốn truyện rất đặc biệt khiến mình đọc đi đọc lại hàng chục lần mà vẫn chẳng thấy chán. Cuốn sách không quá dày, lại viết về thế giới loài vật nên rất cuốn hút tuổi thơ chúng mình. Hành trình phiêu lưu của nhân vật Trang Dế đã gắn liền với những khung cảnh thiên nhiên kỳ thú ở các vùng đất khác nhau. Cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt các loài côn trùng, gia cầm, động vật vô cùng sinh động. Các bạn ơi, cuốn truyện mà mình đang nói tới có tên là Dế Mềm Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài đó ạ. Đến với cuốn sách này, mình như được đặt chân vào xứ sở muôn màu của thế giới loài vật. Những con vật bé xíu cũng làm việc, đi chơi, trò chuyện, ứng xử giống con người. Trước kia, mình chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống các loài vật lại đáng yêu đến thế. Trong mắt mình, chúng chỉ là loài côn trùng có hại cho mùa màng. Vì thế, mình thường tàn sát chúng, chẳng hạn bắt dế để chơi hoặc nướng ăn, bắt cào cáo châu chấu cho chim ăn. Đặc biệt, đoạn văn miêu tả bọn trẻ dội nước lên đàn kiến đã nhắc mình nhớ lại chuyện chúng mình cũng đã từng nhiều lần hại lũ kiến như thế. Mình cảm thấy hối hận vì những trò chơi tinh quái và tự nhủ sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa. Nhưng điều kỳ diệu hơn, dõi theo hành trình phiêu lưu trưởng thành của dế mèn, mình nhận thấy chính bản thân mình cũng đang khôn lớn từng ngày cùng chàng dế ấy. Đọc những trang mở đầu, cảnh mẹ dế mèn chuẩn bị cho cuộc sống tự lập của anh em nhà dế, mình chợt nghĩ đến bố mẹ. Trước kia, mình từng nghĩ bố mẹ không thương nên mới bắt mình phải làm công việc nhà, rồi so sánh ganh tị với cô em họ sống ở thành phố. Nhưng qua câu chuyện nhà dế, mình đã hiểu ra rằng bố mẹ nào cũng lo lắng và thương con, nhưng cách thể hiện tình yêu thương lại phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình và theo cách riêng của mỗi người. Mẹ mình gồm giống mẹ dế mèn, muốn cho mình có một tính cách tự lập từ sớm để dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh sống khó khăn. Mình càng thấm thía điều này khi biết được lý do chú thím cho em họ lên nhà mình chơi là muốn cho em ấy học hỏi và làm quen với cuộc sống tự lập. Rồi khi đọc đến đoạn dế mèn hung hăng, hồ đồ, đùa cợt thiếu suy nghĩ khiến chị Cốc hiểu nhầm và trút giận lên dế trước tội nghiệp, thì mình lại nghĩ ngay đến câu chuyện trên lớp. Một lần chơi trò thách đố, mình đã ném dép của một bạn nam trong lớp lên mái ngói. Hậu quả là một chiếc dép biến mất và mình bị mẹ bạn ấy gọi ra ngoài sân giáng cho một cái tát vào mặt. Kể từ đó, câu nói của chàng dế rất xấu số: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì rồi cũng mang vạ vào mình đó. Cứ văng vẳng bên tai nhắc nhở mình cần phải thật nhẹ nhàng, từ tốn và biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu họ. Vậy đó còn vô vàn những câu chuyện bài học sâu sắc khác mà mình đã đúc kết được từ khi làm bạn với cuốn sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Các bạn thân mến, từ niềm vui đọc sách của bản thân, mình muốn được lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến những bạn không thích đọc sách, chưa bao giờ đọc sách và cả những bạn thích đọc sách nhưng không biết làm thế nào để đọc sách hiệu quả. Theo mình, việc đọc sách cũng như các công việc khác rất cần đến cảm hứng và động lực. Nếu có nhiều người cùng đọc,
sẽ càng được tiếp thêm động lực và việc đọc sách sẽ duy trì lâu dài. Vì vậy, việc trước tiên là phải tìm được những người bạn để cùng nhau đọc sách mỗi ngày. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Tiếp đến là tìm nguồn sách để đọc. Như các bạn đã biết, ở những vùng quê nghèo, xa trung tâm như quê mình, thì việc có được những cuốn sách để đọc là một điều không dễ dàng. Đối với mình thì chủ yếu là tìm đến thư viện nhà trường, tận dụng mọi khoảng thời gian có thể. Ngoài tiết đọc thư viện, còn tranh thủ giờ ra chơi hoặc những lúc cô thủ thư xuất hiện. Đặc biệt, mình còn phát hiện ra điều thú vị là trong những cuốn sách giáo khoa, ngữ văn của các anh chị lớp trên thường có các tác phẩm văn học rất hay. Vì vậy, mình thường tìm đến nhà các anh chị ở gần để xin hoặc mượn sách về đọc. Thỉnh thoảng, nếu được bố mẹ chở đi chợ huyện chơi thì mình lại tìm đến các hiệu sách để tìm đọc những cuốn sách mới. Còn chuyện đọc sách thế nào cho hiệu quả ư? Với mình thì muốn đọc sách hiệu quả, điều đầu tiên là phải lựa chọn những cuốn sách phù hợp và yêu thích. Mình nhận thấy loại sách hấp dẫn, thu hút lứa tuổi học sinh tiểu học chúng mình là sách văn học. Mình nghĩ đọc các tác phẩm văn học sẽ không chỉ giúp tâm hồn chúng ta nở hoa mà còn có tác dụng nuôi dưỡng hứng thú đọc sách. Sau khi bạn đã có hứng thú với việc đọc sách thì bạn sẽ mở rộng việc đọc các loại sách khác như sách kỹ năng hoặc sách khoa học. Với mỗi cuốn sách, mình thường đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó tập kể lại câu chuyện bằng miệng. Mình thường đứng trước gương hoặc cây cối trong vườn. Tiếp đó, mình sẽ viết lại câu chuyện và không quên trích dẫn những câu văn hay vào một quyển sổ nhỏ để lưu lại. Thỉnh thoảng đều là nhâm nhi. Một cuốn sách đâu đó sẽ có một điểm chạm dành cho chính chúng ta, khiến chúng ta đủ thấu hiểu. Điểm cốt yếu là sau mỗi trang sách, chúng ta phải dành thời gian để liên hệ nó với bản thân, để nhận ra được rằng bài học dành cho chính mình thì giá trị đó sẽ theo bạn mãi mà bạn không lo đọc trước quyển sau nữa. Sau cùng, cả nhóm chúng mình sẽ tập hợp lại để cùng nhau chia sẻ về quyển sách đã đọc. Từng thành viên sẽ kể lại câu chuyện, cùng bàn luận về nội dung cuốn sách, về các nhân vật trong cuốn sách. Nào, còn chưa chơi gì nữa? Những bạn không thích đọc sách và chưa bao giờ đọc sách, hãy thử thực hiện theo các giải pháp đọc sách mà chúng mình đã chia sẻ nhé. Sẽ vô cùng hiệu quả đấy các bạn ạ. Rang rang rang! Vậy là phần chia sẻ cuốn sách hay và những cách thực hiện biện pháp đọc sách hiệu quả của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!